Rồi cô làm câu 5. Viết chương trình nhập số nguyên có hai chữ số. Hai chữ số thì từ 10 cho đến 99, đúng không? Hiển thị cách đọc số đó thành chữ. Nếu không đúng hai chữ số thì không đọc. Rồi. Nhập một số nguyên vô rồi mình đọc, cho nên phải khai báo một cái biến số nguyên. Tên là N. Rồi, hệ điều hành cho mình một vùng nhớ 4 byte. Trong đó có rác trong đó. Bây giờ yêu cầu người ta nhập vô số nguyên. Nhập một số nguyên có hai chữ số. Nhắc vậy này mà nhiều khi người ta ngoan cố, người ta nhập ba chữ số thì mình không làm hen. Rồi chấm phẩy. Đây chỉ là dòng nhắc nhở thôi. Còn dưới này mới nhập vô đây. Nhập vô từ bàn phím thì scanf, scanf. Đặc tả của số nguyên là phần trăm đi. Một đặc tả thì ngoài sao địa chỉ của một biến. Biến nào? Biến mình đã khai báo rồi nè. Biến tên là n. Rồi chấm phẩy. Thì mình coi người ta có ngoan cố nhập không đúng điều kiện này hay không. Nếu nếu cái n mới vừa nhập vô đó nhỏ hơn 10. Nhỏ hơn 10 là có nghĩa là nó có một chữ số thôi và nó có thể có số âm. Hoặc ha. Cái số n đó lớn hơn hoặc bằng 100 hoặc lớn hơn 99 đi ha. Lớn hơn 99 có nghĩa là từ 100 trở đi. Nếu mà người ta nhập như thế này thì mình nói là mình nói xong rồi mình thoát ra luôn. Nói xong rồi thoát ra luôn cho nên hai lệnh. Nói là printf số không phải hai chữ số. Không phải hai ký số không đọc ha. Thông báo ra không đọc, thông báo ra chấm phẩy. Thông báo ra rồi thoát khỏi hàm main luôn bằng lệnh return không ha, chứ không thôi đã làm tiếp tục đó ha. Nếu không không cần return được, eo thôi cũng được. Rồi trong trường hợp này không cần return rồi nha, không cần return cũng được tại eo mà ha. Rồi nếu vậy đó, else ngược lại thì nó nằm trong khoảng từ 10 đến 99. Chỗ này nè, chỗ này là số nằm trong khoảng từ 10 đến 99 đó. À, thì cái eo này mình sẽ làm nhiều việc cho nên bao ngoặc nhọn. Vậy thì nếu if vậy ha, thì không chạy cái eo thì tới đây hết rồi, cho nên không cần return cũng được ha. Còn nếu eo số nằm trong khoảng từ 10 đến 99 thì sao? Thì ví dụ như người ta nhập vô số 15. Ví dụ người ta nhập vô số 15 thì mình tách ra, mình đọc số hàng chục trước, đọc số hàng đơn vị sau, làm sao lấy ra số 1. Rồi ví dụ như số 75 đi, làm sao lấy ra số 7. Để lấy ra số 7, có phải là cô lấy cái 75 cô chia cho 10 không? Và số nguyên chia cho số nguyên sẽ trả về số nguyên là 7 thôi. Sẽ trả về 7. Đó, ha. Rồi, cô mới tách số 5 ra. Làm sao lấy ra số 5? Cô cũng lấy 75. 75 nhưng mà chia cho 10 rồi lấy số dư thì sẽ là 5, trả về 5. Đó. Đúng không? Giả sử người ta nhập vô số 75, mình tách ra số ở hàng chục, đọc số hàng chục, tách ra số hàng đơn vị, đọc hàng đơn vị. Rồi biết vậy ha, này là cô ghi chú đi. Rồi bây giờ mới nếu tách ra được số 7 rồi thì cô là dùng cái lệnh cấu trúc switch rẽ nhánh.
Lệnh cấu trúc Squid rẽ nhánh. Giết Squid theo quy ước Squid. Đằng sau này là cái số. Số nào? Số hàng chục. Đọc số hàng chục trước. Số hàng chục. Số n chia cho 10. Đúng không? Ha. Rồi Squid xong. Mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn cái Squid đó lại. Rồi cái này mới trường hợp case quy ước case 1. Đúng không? Số hàng chục luôn luôn từ 1 đến 9. Tại mình đã rào đón trên này rồi. Nếu đó số hàng chục là không thì nó thoát ra thì nó làm trên này rồi. À, nếu ở đây thì số hàng chục từ 1 đến 9, cho nên case 1 thì sao? Case 1 thì mình sẽ xuất ra màn hình. Printf xuất ra màn hình, cô viết trên dòng này luôn cho đỡ phải. Xuất ra màn hình chữ gì? Chữ 10 ha. Xong rồi, cô khoảng trắng để chút nữa mình đọc hàng đơn vị, đúng không? Rồi, chấm phẩy và phải break để thoát ra khỏi Squid. Rồi, chấm phẩy. Nếu không có break đây thì nó thỏ ở đây, nó chạy xuống đây, chạy 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 hết luôn. Cho nên gặp trường hợp mà cái số hàng chục là 1, đọc là 10, xong rồi thoát ra khỏi Squid này ha, để lo cái vụ số bên hàng đơn vị. Rồi, trường hợp số hàng chục là 2. Case 2, 2 chấm thì mình đọc cái gì nè? 20, đúng không? Ctrl C copy sửa lại. Đọc nó là 20. 20 ha, và mình cũng chừa một cái khoảng trắng đây nè để chút nữa mình đọc số hàng đơn vị tiếp theo ha. Rồi, trường hợp 3 thì 30, đúng không? Đọc chữ 30. Trường hợp cái n chia 10 này là 3 thì ở đây mình đọc 30. Trường hợp n chia 10 bằng 4 thì mình đọc là 40. Rồi, trường hợp n chia 10 bằng 5, trường hợp 5 thì đọc 50 thôi. Trường hợp 6 thì đọc 60. Trường hợp 7 thì đọc 70. Trường hợp 8 thì đọc 80. Trường hợp 9 thì đọc 90. Hết. Số hàng chục chỉ từ 1 đến 9 mà thôi. Đó là đọc số hàng chục. Rồi bây giờ mới xét cái hàng đơn vị. Mình cũng dùng Squid này luôn ha. Cái này là đọc số hàng chục. Số hàng chục thì chỉ có từ 1 đến 9 thôi. Số hàng chục. Bây giờ mới copy này sửa lại đi khỏi mắt công ha. Ctrl C copy sửa lại đỡ mắt công. Ctrl C. Rồi paste ra đây. Ctrl V ha. Đọc số hàng đơn vị. Lấy số hàng đơn vị bằng cách nào? Lấy số hàng đơn vị bằng lát là lấy n phần trăm 10 sẽ trả về hàng đơn vị. N phần trăm 10 trả về hàng đơn vị. Hàng đơn vị thì có thể có số 0, đúng không? Cho nên thêm cái nữa, case 0. Case 0. Ví dụ người ta gõ vô 10, người ta gõ vô 30, nhà hàng đơn vị là có số 0 trong đó. Nếu người ta gõ vô 30 thì trên này đọc 30 rồi, chỗ này không làm gì cả. Hen, hen.
Người ta gõ vô 10 thì trên này đọc là 10 rồi, chỗ này không làm gì cả. Bây giờ hàng đơn vị là 1 thì chỗ này đọc là gì? 1, phải không? À, 1. Ví dụ như người ta gõ vô 11 thì đây 10, đây 1 là 11. 10 này có khoảng trắng rồi nè. À, còn nếu không thì chỗ này không cần khoảng trắng thì nó đỡ rắc rối mà thôi, rồi để vậy đi ha. À, rồi nếu đây là 2 thì chỗ này mình gõ, mình sẽ in ra chữ 2 nha, rồi dấu chấm đi để kết thúc việc đọc, dấu chấm kết thúc việc đọc 2. Rồi 3 thì đọc 3 thôi, dấu chấm kết thúc việc đọc và chữ này giữ thường đi. 4 thì 4 thôi. Năm thì sao? Ví dụ 15, số 5, số hàng đơn vị là 5 thì người ta thường đặt là 5, đúng không? À, thì chỗ này, chỗ này người ta thường đọc là 5 chứ không phải là 5. Ví dụ 25 ha, 5. Rồi kết thúc việc đọc chấm đây. Rồi 6 thì đọc 6 thôi. Bảy thì đọc 7 thôi. Tám thì đọc 8, 9 thì đọc 9. Và nhớ nè, đọc chuỗi hàng chục xong không có xuống dòng, cho nên nó tới đây thì nó đọc tiếp tục lên đây, nó ráp vào chỗ này ha. Rồi không thì không đọc gì cả, như thế này thôi. 1 thì đọc là 1, 2, 3, 4, 5. Hàng đơn vị mà 5 thì đọc là 5 ha. Rồi 6, 7, 8, 9 hết rồi. Bây giờ chạy đây, chạy nhập vô số nguyên, ví dụ 122. Số không phải 2 ký số, không đọc. Nhập vô số nguyên 35. Rồi 35 ha, nha. Đọc số hàng đơn vị ra 30 với khoảng trắng. Gặp số 5 đọc là 5 30. Đây 30 hen. Nhưng mà nè, ví dụ cái chữ 10 này, 30, cô muốn có cái dấu chấm như mọi cái. Cái này nè, ví dụ như 20 thì kết thúc đọc 20, cô muốn có dấu chấm thì làm sao? Thì chỗ này cô dấu chấm là đúng không? Đúng không? Hả? Không á. Nhưng mà coi nha, ví dụ như 30 thì 30 khoảng trắng rồi chấm. Là do cái gì? Do cái gì? Do cái 30 này nè, khoảng trắng, rồi xuống này đơn vị mới chấm. Vậy để xóa cái khoảng trắng này thì làm sao nè? Thì chỗ này nè, cô nói là cái hàm RNF đó, đối số đầu nó là cái chuỗi định dạng. Chuỗi định dạng có thể gồm văn bản thường, có thể gồm ký tự điều khiển, sẹt N là ký tự điều khiển xuống dòng. Bây giờ chỗ này nè, sẹt T, sẹt B là backspace đó, thụt vô một cái. Do trên này những cái này nó có khoảng trắng nè, sẹt B, ký tự điều khiển là backspace, xóa khoảng trắng đứng trước, xóa ký tự đứng trước. Rồi chạy. Ví dụ 30 thì nè, bây giờ nó dời số dấu chấm này vô đây, nó xóa ký tự trắng ngoài trước, rồi nó chấm. Đó, chỗ này nè, đây nè, sẹt B là phím backspace đó,
xóa ký tự đứng trước rồi mới chấm đó, ha. Cho nên những cái 10 hồi nãy là nếu mà không có sẹt B này thì nó khoảng trắng rồi nó mới chấm, nhìn hơi kỳ đó đó. Vậy đó, cô cố tình để như thế này để giải thích cái backspace luôn. Rồi ví dụ như 80, nó 80 chấm liền chứ không có khoảng trắng.